Về cái vận hành và trang bị an toàn, cái này là một cái phần mà mình nghĩ là phải chia sẻ khá Sai. kỹ một chút, Đúng rồi, bởi đúng rồi. vì cả Kiên cả mình đều chạy các cái dòng xe này, Đúng rồi. thậm chí không chỉ chạy một mà chạy nhiều ngày Đúng rồi. rồi. Đấy thì mời Kiên là cho ý kiến trước, sau đây chúng ta cũng phân hạng, xếp hạng một cách tương đối. Đúng rồi. Cái này thì về cái vận hành và trang thiết bị an toàn thì cũng dựa trên quan điểm cá nhân là em là người thứ nhất là cũng mua bán. Thứ hai là chạy cũng khá là nhiều từ những năm trước. Mình sẽ có cái đầu tiên là phân tích về chiếc Santa Fe đi. Chiếc Santa Fe 2018 thì thực ra là có ở đây thì mình sẽ đánh giá cái bản máy xăng đi. Chúng ta so sánh tất cả máy xăng. Máy Cho nó xăng, đúng không? Chúng máy ta so xăng, sánh đúng tất cả rồi, máy máy xăng cùng với xăng nhau cho đi. nó dễ. Còn khi mà đặt máy dầu lên thì nó lại có một cái sự lựa chọn khác. Thì về cảm giác lái của chiếc Santa Fe 2.4 máy xăng đời 2018 thì thực sự là nó rất là bốc và cái độ chính xác tay lái cũng rất là ok, bởi vì chiếc Santa Fe là trong cái nhóm 5 chiếc này thì chiếc Santa Fe có trợ lực điện nhưng mà nó lại còn có 3 chế độ lái khác nhau. Đó, nó sẽ tùy chỉnh được theo cái cảm giác lái rồi cũng độ sport rồi cũng như là các cái chế độ lái khác nhau. Thì Santa Fe em cũng đánh giá rất là cao cái cảm giác lái của Santa Fe, tức là nó không bị phều quá và cái vận hành ở trên đường thì nó cũng không quá bị ồn. Thực sự là nếu mà mọi người sau một vài năm sử dụng có thể thay một dàn lốp lướt, à có thay một dàn lốp mới đi, thì nó sẽ cách âm được hơn, tốt hơn lốp theo xe một chút. Đấy là cái kinh nghiệm khi mà em bán xe cũ thì em sẽ tư vấn cho mọi người ở cái chiếc Santa Fe. Chiếc Santa Fe thì về option của nó thì cũng cho đến bây giờ thì nó khá là đầy đủ so với nhu cầu của một người, à của mọi người khi mà bước lên một chiếc xe, gồm có phanh tay điện tử, auto Nó hold, có rồi thì hai cầu, rồi thì chỗ hỗ có trợ đổ đèo, chống chân trượt. Nhưng có một điểm trừ trên Santa Fe đó chính là không có giày số. lấy số Lấy số. Đó. Nhưng cái này thì có sắp chờ thì mọi người độ thêm cũng rất là đơn giản. Thì đó. Và có một đấy chúng ta hay gọi là cắt ở đấy. Với lại cái có một đấy điểm trừ nữa là cái hệ thống âm thanh trên xăng thì nó cũng ở mức bình thường. bình thường. Nó không không có là đặc sắc hay là được trang bị một hãng loa hàng hiệu gì đó. Đó, khi mà vào Santa Fe thì cái gì nó cũng có và đủ dùng, bằng cốp điện này. Rồi thì phanh tay điện tử này, rồi auto hold khi mà anh dừng chờ đèn rồi thứ thì không cần phải về số này. Cái gì cũng có và đủ dùng. Đó, đó là chiếc Santa Fe thì nó luôn hài hòa và option nó rất là nhiều so với một chiếc xe, những chiếc xe sau. Đó. Còn về Mazda CX-5. Mazda CX-5 Mazda CX-5. thì thực sự là CX-5 là một chiếc xe, nếu mà để về option nó là một chiếc xe tuyệt vời. Nó quá nhiều luôn, nếu mà thậm chí đến những chiếc xe Đức sau này mới được trang bị những cái option như là rất rất chú ý, là rất đáng chú ý khi mà C5 có những cái tính năng như là cảnh báo lệch làn, rồi thì cảnh báo khi mà anh lùi mà có vật Có vật cản cắt ngang, cắt ngang, cảnh báo va rất chạm hay, trước rất hay. Cái đó đó. là những cái tính năng rất là an toàn. Rồi thì hấp kính lái hiển thị những cái Cảnh báo thông điểm tin mù, hỗ cần trợ thiết, giữ làn. đúng rồi, rất là nhiều thứ. Rồi phanh tay điện tử, rồi chế độ lái sport, rồi đặc biệt nữa là Mazda được trang bị thêm dàn loa Bose. Loa Bose Loa thì Bose, rất đúng là khi mà mọi người lên xe những cái lúc mà mệt không? mỏi thì Loa cũng là cũng là điểm bán hàng đúng đúng rồi, nó rất là quan trọng trông thế thôi, nhưng mà ví dụ bây giờ không? anh mua một chiếc xe mà loa bình thường anh đánh độ nhẹ nhàng thì chơi bình thường thôi nó đã mất phải đến 20 30 triệu để gọi là nghe được, còn nếu mà nghe hay nhiều thứ thì nó phải chơi đến tiền tiền trên trăm. Đó là về chiếc CX-5. C5. Còn chiếc Honda CRV thì đến bản bắt đầu từ năm 2017 bản mới thì CRV cũng chạy theo được cái xu hướng của các hãng xe khác, đó chính là cũng update thêm phanh tay điện tử rồi những cái tính năng an toàn khác. Trên bản L cao cấp nhất thì anh cũng có cốp điện, rồi thì cũng có những cái hệ thống aircon lọc Có các thứ. con đúng Đấy. rồi. Ưu điểm của CRV thì nó chính là cái tối giản và cái gì cũng có. Nó update dần, nó không thể nhiều bằng CX-5, cũng không thể nhiều bằng sang, nhưng mà mọi người cũng đủ để dùng trong một chiếc xe. Cái Đó. gói trên CRV thì họ cắt họ chưa đưa cái Honda Sensing vào. Đúng rồi. Về Việt Còn ở Nam Mỹ thì thằng nào đúng rồi, về Việt Nam thì nó cũng bị cắt mất cái đấy. Còn về tiếp theo là chiếc Outlander. Rồi. Thực sự là Outlander thì xét về option thì nó gọi là hơi đùa ấy. Nó cũng chỉ có những cái trang bị cơ bản thôi. Ví dụ như nếu mà chúng ta đem so sánh về sưởi của Santa Fe mang lên ao thì rõ ràng là trên Outlander không có sưởi rồi. Trên San là có sưởi. Rồi thì auto hold. Đó. Auto hold có, đời mới này có. Đời mới
Thế thì là bản bản mới. Mà Outlander họ thiết kế rất hay là cái gì đẹp người ta thường giấu đi. Đúng rồi, nếu mà nhìn người ta thường ẩn đi. Đó em nhớ nhầm so với cái bản nhập vẻ đẹp tiềm ẩn. Xem nhập cũ. Đấy. Còn như để mà trang bị option nhiều như Sex 5 thì Outlander nó lại hơi thiếu. Ừ. Cái đấy nó cũng gọi là đủ dùng thôi. Ở trên bản đủ của Outlander thì cũng có cúp điện, cũng có phanh tay điện tử, rồi cũng đầy đủ. Đó. Còn Exchange thì em cảm thấy Exchange và Outlander nó có cái gì đấy nó rất na ná nhau. Tức là không biết anh trải nghiệm nhiều thì anh sẽ cảm nhận như nào, nhưng em thấy là gần như cái option đấy nó chỉ khác về cái kiểu phím bấm và ấy thôi, và bố trí thôi, nhưng mà gần như option của Nissan với của Outlander em thấy nó na ná nhau. Về tương lai thì nó sẽ còn na ná nữa bởi vì bây giờ là liên minh. Đúng rồi đấy, thế nên là cái hai chiếc xe này thì em đánh giá nó tương đương. Đúng, đúng rồi. Vậy xếp hạng của Kiên ở đây là gì? Về cái option vận hành và cái cảm giác lái thì em lại đánh giá rất cao về khả năng của Outlander. Chính xác, cái này nó hơi ngược lại một chút. Đúng rồi. Là khi mà rất là nhiều người khi mà lựa chọn này thì mọi người lại quên mất cái cảm giác lái và cái vận hành. Outlander thực sự là cách âm rất tốt. Cách âm của nó khi mà anh đi trên đường tốt nó rất êm ái luôn. Rất êm ái. Nếu mà anh ngồi so với Xích 5 thì rõ ràng là hai cái nó khác biệt nhau. Xích 5 thì được cái âm thanh ngoài đường thì nó khá là trung thực. Đúng rồi. Em đánh giá là Outlander. Sau đó là đến chiếc Santa Fe. Santa Fe. Đúng rồi. CRV. Không, em sẽ đánh giá XTRAIL. Xong rồi đến CRV. Và cuối cùng là Xích 5. Và Xích 5. Đúng rồi. CRV thì thực sự là đến bây giờ kể cả những người đang dùng họ cũng phải thốt lên là ồn, cái này là cái đặc sản của Honda là không khắc phục được bao nhiêu năm nay rồi. CRV nó vẫn ồn, thể thao mà. Họ luôn là yếu tố là thôi, cho nên cái vòng tua lúc nào đạp nó cũng cao lên như đúng xe rồi. Toyota đạp một cái lịm đi, vòng tua nó tua với số chả liên quan đến nhau. Thì đấy là cái xếp hạng của Kiên, còn thực sự đúng là của mình mà để mà xếp hạng cái về cái lái mà nó cảm giác như nó bám ấy. Dạ. Nó bám đường mà cua sướng ấy. Mà. Thì thực sự là Outlander và XTRAIL là đứng đầu luôn. Đúng rồi. Nó mình cua cực phụ luôn. Thì không hiểu sao Outlander này cái khung gầm mà cái lái của nó rất bám. Đúng rồi. Nhưng thằng này đúng chết rồi. Một cái là nhưng mà Outlander bị một cái là đi trong phố là công nghệ máy nó hình như là cũng lâu không update. Đúng rồi, chính xác. Cho nên là nó sẽ bị xăng. Đi đường xăng, trường ok. Xăng, đúng rồi. Còn XTRAIL nó có các cái hệ thống như là hỗ trợ khi cua là nó chủ động. Nó khác ESP là bị động. Vâng. Thằng này khi cua là nó chủ động, nó can thiệp phanh rồi. Đúng rồi. Cua là, còn ESP là bị động là nó trượt rồi nó phanh. Một đúng thằng là gọi là phòng cháy thôi, còn một thằng là chữa cháy. ESP bản chất là chữa cháy. Đúng rồi. Còn thằng thì là ở đây nhá, thì rõ ràng anh thấy là trong những chiếc xe này thì có Outlander là 2 cầu. XTRAIL có 2 cầu. Santa Fe có 2 cầu. Đó. Xích 5 thì cũng có bản hai cầu. Nhưng khi mà lái con CRV ấy thì có một cái cảm giác gì đấy là bởi vì CRV là dẫn động cốp trước. Nên khi anh chạy tốc độ 60-70 km/h mà cua gấp hoặc là gì đấy, em cảm giác thấy nó hơi cái phần lái phần trước nó hơi nó vừa lái vừa ấy đúng không? Khó kiểm hơi khó kiểm soát. Thực ra thì thực ra thì mình đã chạy thử phũ rồi ấy, thì thực sự nếu mà xét về đấy thì mình vẫn là xếp hạng Outlander với XTRAIL là cùng một nhóm. Đúng rồi. Sau đấy mới đến CRV, sau đấy Santa Fe và CX5. Tức là trên đường bằng. Còn rõ ràng là vào đường xấu thì mấy ông có bản hai cầu, mấy ông bản cao nhất là đều có hai cầu như Outlander này, Santa Fe này, XTRAIL này, CX5. Vâng. Có hai cầu thì nó hơn. Còn khả năng cách âm thì thực sự Outlander nó là số 1 luôn. Outlander là số 1. Outlander rất tốt. Tất nhiên là về tổng thể thì đấy là cái quan điểm của mình vừa nêu ra. Nó sẽ em, cái tổng thể. Em cũng đã được từng chạy những mẫu trên. Tất nhiên là chúng ta mỗi tai mỗi người khác nhau. Khi mà anh join vào một hội nào đấy thì mỗi người lại có một cái quan điểm bảo vệ của từng người. Thế nên là cái này cũng là dựa trên cái là cảm nhận cá nhân. Và mọi người khi trước khi đi mua xe thì chúng ta cũng nên lái thử. Phải chạy thử. Đúng rồi. Chạy thử trong đô thị và phải chạy trên đường trường ở các cái giải tốc độ như 60, 80, 100. Đúng thì rồi. Đấy là các cái giải tốc độ đúng mình rồi, hay dùng. Đúng rồi. Thì mình sẽ chúng có xác, được cái cảm nhận. Gà lái sau nhưng phải ngồi ra hàng ghế sau nữa. Đúng rồi. Bởi vì ví dụ như ngồi hàng ghế sau C5 thì mình không thích. Đúng rồi. Nó chật. Đúng rồi. Nó chật. Chính xác. Đấy. Vâng. Nhưng mà ngồi Outlander này thì êm thôi rồi. Đúng rồi. Êm lắm. Đúng rồi. Santa Fe thì cái không gian nó thoải mái. Rất là thoải mái. Đúng rồi. Đấy là những cái xếp hạng của chúng tôi dựa trên những cái trải nghiệm và tất nhiên nó sẽ mang một cái phần yếu tố về cảm xúc cũng như cảm tính nữa. Đấy.
Còn về mức tiêu thụ nhiên liệu thì thực sự là mức tiêu thụ nhiên liệu thì sẽ phải trải qua một quá trình rất dài để lái, để có được những cái con số. Thì các bạn nếu là người sử dụng của các cái dòng xe mà chúng tôi nêu tên đây thì các bạn hãy vui lòng chia sẻ bằng cách comment ngay bên dưới clip giúp chúng tôi nhé. Mức tiêu thụ sẽ chúng ta sẽ tính ra là chạy đường trường này, đường cao tốc ấy, trong phố và nhiên liệu hỗn hợp trung bình. Đấy thì các bạn có bất kỳ con số nào, đừng ngại, hãy comment ngay bên dưới clip. Bây giờ đến cái phần tiếp theo là cái phần, một cái phần mà mình, đây mới là phần rất quan trọng mà ảnh hưởng rất lớn tại Việt Nam đến quyết định mua xe. Giá, giá bán và giá trị bán lại. Đấy, thì các cái tên mình đã nêu ra rồi, Santa Fe mình dùng cái bản đời trước, bản 2018 đời cuối cùng ạ. Đời cuối cùng của cái phòng cũ ấy. Thì Kiên có thể chia sẻ về cái độ giữ giá cũng như cái giá bán lại của các sản phẩm này. Mình nói luôn sau một năm. Cho nó dễ hình dung. Cái phần này cũng là cái phần mà em rất là thích và cũng là rất là theo sát, bởi vì là mình phải cập nhật hàng ngày. Vì như bên em bán xe, nếu mà chỉ cần không cập nhật là mình chỉ cần mua hớ thôi là có thể là phải cắt lỗ ngay. Cắt lỗ ô tô là chuyện bình thường. Thế nên là cái này thì cũng là dựa trên cái kinh nghiệm mua đi bán lại và dựa trên những cái khách quan mà sau những năm bán xe thì em rút ra. Thì mọi người cũng rất là nhiều người hỏi quan tâm là nên đi xe nào để về sau mất giá. Thì sau đây thì em cũng tổng hợp được một vài cái con số để cho mọi người có thể tham khảo và đánh giá sau. Bởi vì khi mà một chiếc xe mà mọi người mua sau một năm sử dụng ấy, bán đi thì chắc chắn là nó sẽ lỗ rất là nhiều. Thường là người ta sẽ dựa trên tiêu chí là sau 3 hoặc là 5 năm. Đúng rồi. Thì nó khấu hao đi thì mọi người sẽ có con số chuẩn hơn. Nhưng một năm. Một năm thì nó sẽ không phải là chính xác nhất, nhưng nó cũng có thể là một con số để mọi người tham khảo khi mà rất nhiều người mua xe chưa được một năm đã bán. Thì chuyện bình thường, mua không hợp về bán, đấy, trượt cái hợp đồng bán bình thường. Đúng rồi, thì cái xe lướt nó lại phụ thuộc vào cái xe mới. Đúng rồi. Đấy, thì về Santa Fe máy dầu, từ điểm năm 2018 thì... Mình đang nói đến máy xăng từ đầu đến giờ. Thì Kiên có thể chia sẻ cả về máy xăng, máy dầu luôn. Ok. Rồi, về chiếc Santa Fe thì thời điểm năm 2018 khi mà Clear bỏ cái mẫu cũ đi thì Santa Fe máy xăng 2018 đâu đó nó có giá là 1 tỷ 040 triệu. Giá mới đấy. Giá mới đúng rồi. 1 tỷ 040 triệu. Rồi. Chưa đăng ký. Rồi. Và đăng ký vào anh sẽ mất khoảng thêm 140 triệu nữa để lăn bánh ở Hà Nội. Lăn bánh Hà Nội. Đúng rồi. Thì hiện tại giá Santa Fe máy xăng 2018 lướt sau khi đi một năm, nó có giá trên thị trường là đâu đó khoảng tầm 1 tỷ 030 cho đến 1 tỷ 040. Còn nhưng mà mất phần phí đăng ký lăn bánh. Đúng rồi. Bất chấp cả xe mới luôn. Đúng rồi. Thì rõ ràng mọi người thấy được là chiếc Santa Fe khá là giữ giá. Vậy chỉ nó chỉ mất tính tiền thuế với lại tiền phí trước bạ và đăng ký. Đúng rồi. Cái thông số này thì nhờ đâu mà có, mọi người có thể tham khảo thêm trên trang bộ bán. Thì đấy là những cái trang mà mọi người có thể khảo sát ở cái trang thương mại điện tử. Đúng rồi. Còn tiếp theo đó chính là chiếc CR-V. CR-V thì có một đặc điểm, đó chính là có một cái chính sách là vi kèm lạc. Thế nên là những người mà mua càng đời đầu thì lại càng bị đắt. Mà đợt đầu của chiếc CR-V đó là chính là 1 tỷ 3 chứ đăng ký. Đó, cái lúc mà chưa fix giá thì những người mua đợt đầu thì khá là lỗ. Cho đến bây giờ nếu mà chiếc Honda CR-V mà không cần vi kèm lạc thì giá của nó đang là 1 tỷ 090. Cộng với lăn bánh cũng là mất khoảng tầm 140 triệu nữa. 140 triệu. Thì rõ ràng lăn bánh để mất là khoảng 1 tỷ 220. Rồi. Sau một năm bán lại, em đang tính cái giá mà không phải bia kèm lạc nhá. Bởi vì bia kèm lạc thì nó không, cái đấy bỏ mình qua. Không tính được, cái bởi vì là tính mọi rồi. Người chấp nhận thì mọi người mua. Người phải chịu thôi. Đúng rồi. Cái đấy phải chịu. Sau một năm bán lại thì giá CR-V trên thị trường bây giờ nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1 tỷ 120. Cho đến 1 tỷ 130, tức là nó vọt giá mới một chút. Thế là đấy là cao đấy chứ. Bởi vì là khi mà mình đi mua xe thì khách cũng giải thích là ngày trước anh mua anh bị bia kèm lạc. Thì lúc ấy anh mua nó đắt lắm. Bây giờ
thợ nhập mua vào, cao thì đá cả bắt cả bán cao thôi. Thợ nhập vào nếu mà bây giờ xe mới 1090 thì bọn em vẫn phải nhập vào có khi phải 1070. Bán ra loanh chào đó đâu đó lại quay khoảng tầm 1 tỷ 120 và bớt giá cho khách là vừa. Tức là một con xe lướt nó cũng chỉ ăn mấy chục thôi. Một con xe lướt nếu mà biên độ của nó khoảng 3 đến 4% về chứ không được nhiều bởi vì có giá chung rồi. Nếu mà anh bán cao hơn giá xe mới thì ai người mua ở tỉnh người ta đi mua xe mới luôn cho nhanh. Bây giờ 1090 ở tỉnh họ mất 10% là mất 100 triệu nữa. Thì rõ ràng không rẻ được 70-80 triệu cho đến 100 thì người ta đi mua xe mới cho nhanh. Còn về Hà Nội thì là mất 12% 20 triệu tiền biển thì mọi người cũng vẫn tiết kiệm được khoảng đâu đó khoảng 100. Thì đây cũng là những con số mà chấp nhận được để sau một năm sử dụng để người sau người ta sẵn sàng mua xe lướt. Còn nếu mà giá xe lướt mà tiệm cận với giá xe mới thì rõ ràng cả bản thân em cũng đi mua xe mới chứ mình cũng không mua xe lướt làm gì cả. Vâng. Vậy còn CX5? Vâng, một siêu phẩm trong dòng crossover. CX5 thì được ví như là người cầm trịch trong cái phân khúc crossover vì là mỗi khi mà CX5 có biến động thì các hãng và các bản thân chúng em là những người mà làm xe mới cũng rất là lo bởi vì là hãng mà chỉ cần bớt 30 triệu thôi thì cái việc xe cũ là mình phải mua tụt xuống tương đối khá mà khá. Lỡ lại ôm con trước rồi thì phải cắt lỗ. Cắt lỗ chắc chắn là cắt lỗ là chuyện bình thường. CX5 thời điểm 2018 giá đâu đó sẽ lên quanh là 1 tỷ và mọi người lăn bánh là sẽ mất cũng khoảng 140 triệu nữa. Cũng 100 tương đương đúng rồi. Là khoảng 1 tỷ 140. Thời điểm này thì khi mà sau khi hãng giảm giá xe mới còn có 960 triệu. Thì cũng đồng nghĩa với việc là khi một chiếc xe lướt 2018 anh bán ra cũng chỉ được loanh quanh cái tầm giá đó. Thì mọi người mua cũ sẽ dễ dàng chấp nhận và cái rẻ được so với cũng khoảng tầm 100 triệu so với mua lướt. Còn nếu mà mình mua theo giá cũ và mình bán theo giá cũ thì rõ ràng cái việc này là việc không thể. Bởi vì là nếu mà cao quá thì rõ ràng là không ai đi mua mua xe cũ cả. Tóm lại là mình thấy là CX5 là một nhân tố kiến tạo nên cuộc chơi về giá chính xác. Năm nào cũng vậy, Thaco luôn có những con bài chiến thuật. Cũng phải cảm ơn Thaco để đánh tụt bớt giá của các dòng xe kia xuống đấy. Đúng rồi. Và tiếp theo là X-Trail. Vâng. X-Trail và Outlander. Đúng rồi. Chiếc X-Trail ở thời điểm trước, ở thời điểm hiện tại thì có thể là thời điểm trước 2018 thì giá nó cũng vẫn hơi cao. Ở thời điểm này là nếu mà X-Trail mua là loanh quanh là 1 tỷ 068 triệu. Và cái để lăn bánh thì cũng mất khoảng là 1.4 đấy, 1.2 tỷ. Anh cứ tính loanh quanh tầm đấy, 1.2 tỷ. Nhưng bởi vì bản thân Outlander là một chiếc xe khá là kén khách, nó không dành cho số đông như CX-5 hay là CRV hay là Santa Fe nên cái độ thanh khoản của nó cũng có phần chậm hơn, buộc những cái người buôn hoặc là những cái người mà mua vào người ta cũng phải mua về giá tương đối là an toàn. Thì thời điểm này nếu mà bán ra của một chiếc Outlander bản 2.4 bản cao nhất đây thì cũng khó mà để người kể cả người tiêu dùng hay thợ cũng khó để chốt được với cái giá là khoảng trên 1 tỷ. Tức là anh mất khá là nhiều so với mất đâu đó khoảng 200 đó. Mất đâu đó khoảng 200 so với cái giá mà mua thời điểm trước. Còn đang lên được. X-Trail. Rõ ràng là vừa mình nói X-Trail rồi đúng không? Còn Outlander thì cũng vậy. Như vừa nãy mình xem top đây là Outlander và X-Trail thì nó xem nhau. Giá bán của Outlander cũng thời điểm đấy cũng đâu đó cũng khoảng 1 tỷ 050. Và thêm các thứ vào thì nó cũng khoảng 1 tỷ 190 để lăn bánh ở Hà Nội thì anh có mặc định là mất 12% tiền thuế đối với một xe 1 tỷ là đã mất 120 triệu, 20 triệu tiền biển. Thì ở đây chúng ta cũng có con số nó áng áng thôi bởi vì mỗi một đại lý lại có một giá lệch nhau 10-20 triệu rồi mỗi từng thời điểm. Thì mình cũng chỉ áng áng được thôi là thời điểm đó và đến bây giờ thì chỉ thời điểm đó lăn bánh của Outlander cũng khoảng là 1.2 tỷ và cho đến bây giờ khi mà bán lại thì Outlander bản cao cấp nhất thì cũng chỉ chốt được với cái giá là dưới 1 tỷ. Thì rõ ràng là nếu mà so sánh cái độ mất giá của Outlander và X-Trail so với 3 chiếc xe trên thì rõ ràng là Santa Fe em đánh giá rất cao là chiếc Santa Fe giữ giá, đặc biệt là Santa Fe máy dầu đó. Nếu mà giữ giá nhất thì phải là Santa Fe máy xăng. Santa Fe máy xăng lúc mua không lệch nhau
so với Santa Fe máy dầu là bao nhiêu, nhưng lúc bán đi thì rõ ràng là máy dầu nó đã chiếm ưu thế. Tôi chạy Santa Fe máy xăng tôi không hề thích một tí nào. Máy dầu thì là thích. Đúng rồi. Đó, thì giống như mà anh đi mua Fortuner ấy, rõ ràng là lúc anh mua Fortuner số sàn nó rẻ hơn số tự động, nhưng đến bây giờ thời điểm 25 này Fortuner số sàn giá còn bằng, thậm chí còn dễ bán và thanh khoản hơn Fortuner số tự động. Đó, nó ngược. Fortuner thì đứng người lên đạp nó mới tăng tốc mà. Đấy. Sao ta về máy dầu này, xếp thứ hai là trong cái hạng mục về giá trị bán lại đây. Đúng rồi, CRV. Tiếp theo là CRV. Tính theo giá không bia kèm lạc nhá. Bởi vì rồi không, mình bỏ qua, mình bỏ qua cái bia kèm lạc đấy, là ông muốn sở hữu đầu, ông muốn giống như ông mua cái iPhone ấy tuần trước, tuần sau mất mấy chục đúng chục. Rồi. Đó. Và CX5. CX5 cũng là một chiếc xe rất đôi bạn cùng tiến X-Trail đúng không? Dạ. X-Trail và Outlander. À, thì mình cũng rất mong là X-Trail và Outlander nó sẽ đến một cái lúc nó sẽ phải thay đổi. Đến cái vòng đời nó phải thay đổi và nó lại sẽ được update, được cập nhật, được cập nhật những cái công nghệ mới hơn. Thì thực sự về cái giá trị bán lại này thì mình nghĩ là những cái thông tin của Kiên là tương đối là sát thị trường. Đúng rồi, những cái này thì bọn em sẽ dựa vào trên cái thứ nhất là khi mà có thông tin mua thì mình buộc sẽ phải xem giá mới hiện tại đang là bao nhiêu, trên thị trường đang có bán bao nhiêu. Thì mình tất nhiên trên thị trường mà mình xem cái con xe đấy nó giao đến một tháng hoặc là nửa tháng rồi mà không bán được, buộc mình phải mua dưới giá đấy và chào dưới cái giá đấy. Thì một trang rất là hay mà em muốn chia sẻ cho mọi người đó chính để tham khảo thôi, đó chính là trang 47.com hoặc là bán xe hơi đấy. Thì mọi người có thể là tham khảo giá ở trên đấy thì đôi khi nó mình sẽ xê dịch đi được một chút, cộng trừ những cái lại mình chia ra thì nó sẽ ra một con số chung. Không lại cứ đụng đấy. Đến túi tiền gọi là sát sườn với cơm anh áo là mình phải check về kỹ. Đúng rồi, vì ví dụ bây giờ anh đi mua xe năm, nhiều người người ta vẫn chưa hình dung ra được việc hãng người ta đang giảm từ một phát là trên 1 tỷ xuống 40-50 triệu nữa, 60 triệu nữa một chiếc xe. Một cái xe cũ xong rồi còn đúng rồi, xong có khi còn đắt hơn cả xe mới. Đúng rồi, đắng đắng thật. Bán cái người mà bán xe tức là người sở hữu đầu tiên ấy, người ta vẫn hơi bị sốc. Đúng khi mà rồi, bị mất giá. Cái đấy là có khi mà hãng giảm giá, cái việc hãng giảm giá nó ảnh hưởng không chỉ tới người mà sở hữu xe mà ảnh hưởng tới cả việc mà con buôn. Đúng rồi, con buôn. Đúng rồi. Sai một cái nên chứ không phải lúc nào cứ nghĩ là buôn ô tô là lại hết. Cắt lỗ là chuyện bình thường, với trong ô tô kinh doanh thì nguyên lý nó như nhau. Đúng rồi. Đúng không? À, vậy thì đấy là tất cả những cái thông tin mà tương đối một cách là tổng thể. Thế thì bây giờ mình rất muốn Kiên đưa ra một cái quan điểm là xếp hạng chung dựa trên tất cả các yếu tố Chu Kiên đã chia sẻ cho cái xe mà sau một năm sử dụng như thế này. Đối với chính những cái tên mình đã nêu ra. Tổng hòa, tức là mọi vấn đề thì em sẽ tiêu chí cá nhân thôi. Em sẽ xếp hạng đầu tiên đó là Santa Fe. Đúng rồi. Rồi. Dựa trên một cả số doanh số bán. Doanh số. Tiếp theo là Honda CRV. CRV. Đúng rồi. Tiếp theo là CX5. CX5. Và vẫn là Outlander và X-Trail hạng sau. Và X-Trail. Dạ. Thực ra mình cũng đồng ý cái tôi nói đồng ý cái quan điểm của Kiên. Nhưng mà mình sẽ xếp hạng là Santa Fe cùng với cả CRV nó đồng hạng với nhau. Đúng rồi, thì nó sẽ dễ hơn. Nó sẽ đồng hạng với nhau. Chúng ta rất khó so sánh để cái nào hơn, cái nào kém mà chúng ta ở đây ở dựa trên cái góc tổng hòa và cái gì đấy gọi là cán điểm thôi. 19.5. Nó rất khó để lệch hẳn. Với Kiên có thể là Santa Fe là 9.5 nhưng với mình CRV lại 9.5 và ngược lại. Hoặc là với thợ khác đúng rồi. Có một cái đánh giá khác khi mà người ta mua quen cái chiếc xe đấy. Rồi cái thông tin cuối cùng là Kiên cũng là người trải nghiệm cái dòng Santa Fe mới rồi, bởi vì nó lại xảy ra đúng cái thời kỳ giao thoa. Đúng rồi. Đấy, thì cái Santa Fe mới mà cũng rất là sôi sục trong cái thời gian vừa rồi, nào là bia kèm lạc, rồi chênh ra, rồi đủ các thể loại ấy. Thì cái xếp hạng của Kiên mình sẽ dùng giá công bố nhé. Được. Giá công bố của hãng. Được. Chúng tôi cũng sẽ bỏ qua cái phần giá lăn bánh, bởi vì giá lăn bánh nó phụ thuộc vào phí trước bạ. Phí trước bạ ở các tỉnh, các địa phương là khác nhau. Phí đăng ký đăng kiểm nó cũng khác nhau, cho nên sẽ không dùng cái giá lăn bánh mà dùng đấy. Thì Kiên cũng xếp hạng chung cho cái năm cái tên này, nhưng thay bằng đấy là Santa Fe mới. Thì là xếp hạng của Kiên là quan điểm của em vẫn vậy, vẫn là Santa Fe, bởi vì khi mà Santa Fe mới ra thì nó quá là hot. Nếu mà thực sự nếu mà để không bia kèm lạc thì Santa Fe là một đối thủ rất đáng gờm. Nó thực sự là đáng gờm bởi vì nó quá nhiều sự lựa chọn, cho tới bây giờ là đã có 6 bản update thêm so với thời điểm
đầu năm là đã có 6 bản, thêm được 2 bản premium nữa. CRV là có 2 bản. CRV thì chỉ có 2 bản. À CRV ừ đúng rồi, CRV có 3 bản. 3 bản nhỉ. Là E, G và L. CX5 là có CX5 có 3 bản, 2.0, 2.5 một cầu và 2.5 hai cầu. Outlander, XL các kiểu. Outlander cũng thế, cũng khoảng 3-4 bản gì đấy thì cạnh tranh rất là khốc liệt. Nhưng mà nếu mà để ở tầm giá loanh quanh hơn 1 tỷ khi mà mua xe mới lựa chọn thì quan điểm của em nó là như thế. Đó. Thực ra của mình cũng vậy, của mình là CRV và Santa Fe sẽ xếp cùng cái nhóm đầu. Đó. Cũng rất nhiều bạn rồi anh em đã inbox hỏi thì mình không dám xếp con nào hơn con nào. Đúng rồi. Mà là xếp vào nhóm đầu, sau đấy mời các bạn ra trải nghiệm, các bạn ngắm các bạn đấy, thì sẽ có được cái lựa chọn nó sát sườn hơn nữa. Dạ. Người thiên về chậm trầm lặng, tĩnh và có cái gì đấy thì ví dụ như mình hay đi Nhật. Vâng. Mình đi Nhật rất nhiều thì mình rất có cảm tình với người Nhật. Vâng. Thì rất có thể khi mà xuống tiền là mình cũng sẽ xuống cái CRV. Dạ. Bởi vì cái đôi khi nó phụ thuộc vào cái cảm xúc và cái văn hóa nữa. Đúng rồi. Đấy, còn hai em này nếu tư vấn một cách thực lòng là xếp nhóm đầu. Dạ. Sau đấy CX5 và Outlander và XL là cùng một cái nhóm. Và trên đây là tất cả những cái thông tin mà tôi và anh Kiên cũng đã chia sẻ với các bạn. Cũng rất xin cảm ơn anh Kiên đã tham gia chương trình. Cũng xin chia sẻ với các bạn là có nhiều bạn hay inbox hỏi tôi về cái địa chỉ nơi anh Kiên và cái số điện thoại ấy. Thì tôi cũng xin chia sẻ là địa chỉ của anh Kiên là ở 1B Nguyễn Chánh, ngay gần Canh Nam, ngày Hà Nội nhé. Còn điện thoại thì có hiển thị ngay trên màn hình, các bạn cũng có thể lưu lại khi cần thì dùng, bởi vì Kiên cũng rất nhiệt tình, có thể chia sẻ cả ngày. Vấn đề chia sẻ hỏi xe đã qua sử dụng rồi, giá sau bao nhiêu tương đối thì Kiên có thể tư vấn, và các bạn có thể kết nối trực tiếp với Kiên để có được những cái thông tin chính xác. Còn đối với tất cả các tên xe, các dòng xe chúng tôi đã nêu trong đây, trong quá trình sử dụng chúng tôi vẫn còn thiếu yếu tố là trong quá trình sử dụng cái xe đó có vấn đề gì, về hỏng hóc, về bảo dưỡng, về chi phí sử dụng trong suốt 1, 2, 3, 4 năm. Thì nếu có những cái thông tin đấy cũng xin các bạn là hãy comment ngay bên dưới clip, hãy chia sẻ, chúng ta hãy chia sẻ với nhau để có được các cái thông tin hữu ích. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.